function là cái gì ha? Đây là cái chương trình chính của mình nè. Tất cả mọi thứ nó chạy vô đây. Thí dụ mình muốn làm một cái gì đó, ví dụ như chỗ này tôi chạy chẳng hạn vậy ha, thì cái giải chương trình đó, nó vô cái main này nè và nó chạy cái lệnh này, ok không? Thì á, cái này là cái chương trình chính của mình, nhưng mà nó cũng chính là một cái function. Function là cái gì? Function tức là một bài toán lớn á, mình viết nó nhiều quá mình có thể chẻ ra thành nhiều bài toán con, thành từng phần, ok không? Ví dụ như bây giờ mình viết cái gì đó nhiều quá, mấy trăm dòng nó tụ ở đây hết thì cái hàm nó tội nghiệp lắm, nó chạy không có nổi à, nó nhiều quá. Đâm là lúc đó mình tách thành một function, thì quý vị để ý đây là một function nè à. Thì bây giờ nè, đứng ngang ngửa với cái main nha, đứng ngang ngửa với cái main, mình viết một cái function nữa. Cái function nó sẽ là public static void. Còn tại sao public static void thì từ từ mình sẽ hiểu sao, ok không? Rồi đặt cho nó cái tên, ví dụ như là xử lý một chẳng hạn vậy. Rồi dưới này mình mở ngoặc ra, đóng ngoặc lại. Đó, vậy là đây là tôi có một cái function nè, ok không? Rồi cái function này tôi thấy, ví dụ tôi system.out.print à, xử lý một nè, ví dụ vậy. Rồi, ok không? Rồi, trong chương trình của tôi có thể có nhiều cái function à. Rồi, mình viết cái nữa, xử lý hai chẳng hạn vậy. Rồi xử lý hai nè, ok không? Rồi để ý nha, lúc mình chạy nè, mình chạy kịch à, nó là hello, nó không hề ra xử lý một xử lý hai, ok không? Tại sao vậy? Tại khi chạy á là chương trình mình nó vô cái function main này nó chạy à, đâm ra bây giờ thằng muốn gọi mấy thằng kia muốn chạy thì phải gọi nó mới chạy, ok không? Rồi cách gọi nó ha, cách gọi nó thì mình viết cái tên nó thôi, giống gì hết. Ví dụ đây nè, tôi gọi nè, xử lý một, mở ngoặc đóng ngoặc, ok không? Ha, tôi gọi xử lý một trước nha, quý vị để ý, gọi xử lý một nó chạy cái xử lý một nè, xong xuất ra hello, xong sau đó tôi lại gọi xử lý hai, ví dụ vậy. Thích gọi sao, thích gọi chỗ nào gọi, ok không? Rồi đây là cách mà tạo ra cái function và gọi cái function à, chạy nè, kết ra xử lý một nè, rồi hello, rồi xử lý hai nè, quý vị thấy tôi gọi không? À, tạo ra và gọi nó, duyệt chưa? Ok không? Cái này bài 4 á, ok ha, bài lớp 4 hôm trước á mình đã làm trên lớp rồi đúng không, mà nó chưa có hiểu ha, nay nói lại cho nó hiểu. Rồi buổi 2 thật ra nằm trong buổi 2 phải không, thôi kệ mình làm thêm cái đi.